Xin chào các bạn đến với Tara Bánh Quy và mình là Andy đây. Thì nếu lần đầu tiên bạn đến với kênh của mình thì cứ xem thử qua video clip. Nếu bạn thấy đúng, thấy hay thì bạn có thể ủng hộ mình bằng cách nhấn subscribe kênh ở đây, chia sẻ kênh cũng như là follow Instagram của mình. Còn nếu bạn đã quá quen với mình thì chào các bạn lần nữa. Mình là bà cô già của các bạn đây. Mình có một kênh Tarot thứ hai, đó là Khu Vườn Nhỏ của Andy. Thì đối với kênh này thì mình làm chủ yếu về tình cảm. Còn đối với Tarot Bánh Quy thì mình làm về self love, phát triển bản thân, dự đoán tuần, dự đoán tháng. Thì hôm nay sẽ là dự đoán tuần từ 8 cho tới 14 tháng 8. Thì ở đây mình có tụ 1, tụ 2 và tụ 3. Thì các bạn cứ chọn tụ bài mà các bạn thích. Mình sẽ bắt đầu giải bài sau khoảng thời gian là 10 phút. Xin chào các bạn chọn cửa số 1 ha. Thì các bạn nhớ subscribe kênh cho cái kênh này nó phát triển đi quý vị. Quý vị xem mà quý vị không có subscribe cho cái kênh của tôi, tôi đau lòng quá mà. Tôi có hai kênh mà một kênh giống như con ghẻ vậy đó. Thì nói đùa thôi, nhưng mà nhớ subscribe chưa? Và follow Instagram của mình. Instagram của mình cũng vậy, không có ai follow hết. Đau lòng. Tôi vẫn up gọi là mỗi ngày mà tại sao không ai xem? Nói chơi chứ. Giờ mình giải bài đây. Thì để coi coi năng lượng tổng quan trong cái tuần này nó sẽ như thế nào ha. Chúng ta có lá, oh yeah, King of Cups luôn. Sao nó tới thui ta? Đèn đâu? Có đèn cũng như không. À không. Rồi. Rồi, năng lượng tổng quan của tuần này đó là King of Cups. King of Cups thì theo mình cảm giác á, nó là một cái năng lượng mình thấy khá là thích ở một điểm, đó là có thể là trong tuần này á, chúng ta sẽ có thời gian mình dùng từ gọi là thư giãn, thư thái, hoặc là bạn sẽ cảm thấy tương đối nói chung bình tâm, mình không thấy có một cái sự biến động nhiều trong cái tuần này. Thì để coi coi là cái lá này nó sẽ ảnh hưởng lên những cái khía cạnh trong tuần này như thế nào ha. Đầu tiên đối với công việc thì bạn có Tower thấy là có chuyện rồi, đã có công, có chuyện tới rồi đó. Tower mà lên công việc hả, hơi bị mệt đó. Nếu mà công việc mà lên Tower thì thường nó sẽ có một cái biến cố, một cái sự kiện, một cái gì đó nó diễn ra bất ngờ. Nhưng mà cái năng lượng ở trên đây là King of Cups thì mình lại cảm giác có vẻ như một á, là bạn hiểu là à cái chuyện này nó là như vậy đó, nhưng mà mình sẽ có cách giải quyết, hoặc là mình sẽ biết đường để mà mình liệu cơm gắp mắm, hoặc là mình sẽ ứng xử hoặc là ứng biến như thế nào đó sao cho phù hợp. Với lại Tower trong cái bộ bài này á, nó là một cái tòa thành vốn dĩ là bị ngập nước và nó bị nứt từ ở dưới nứt lên, chứ nó không phải là một cái gì đó mà nó gọi là nó kiểu giống như là sao ta, kiểu giống như là nó giống như những cái lá tower khác là có sấm chớp đánh vô, có cái sóng đánh hay là lửa cháy vân vân, tức nghĩa là cái năng lượng ở ngoài tác động lên rất là nhiều. Còn cái này mình cảm thấy giống như là bạn muốn để cho nó sụp, hoặc là bạn cảm thấy cái này không còn phù hợp nữa. Thì để mình coi cái hai lá ở dưới nó nói cái gì gì ha. Bạn có đúng rồi, chính xác rồi, Page of Wands với Knight of Cups. Bài này lên nó tức nghĩa là các bạn để cho cái này nó sụp nha, chứ không phải là bạn gọi là bạn dùng từ sao ta, bạn để cho nó sụp bởi vì bạn nghĩ là nó cần sụp, hoặc là chúng ta nên để nó sụp. Công việc của bạn trong tuần này á, giống như bạn nghĩ là à bây giờ công việc của mình có cái A, cái B, cái C, thì mình sẽ coi coi cái nào là cái mình quan trọng, hoặc là cái nào mà mình có thể vớt, hoặc là có cái nào, hoặc là trong tình huống này cái nào là cái cần thiết nhất. Mình thấy mấy bạn biết là cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Công việc trong tuần này thì mình cảm thấy có thể là nó sẽ phát sinh thêm một số thứ mà đôi khi nó hơi kiểu giống như là hơi gấp, hoặc là hơi kiểu giống như là à bây giờ cái này với cái này thì mình phải làm sao. Mình cảm thấy bạn sẽ hơi phân tâm, hoặc là các bạn sẽ hơi bận tâm một chút xíu về những cái mà nó diễn ra. Đôi khi các bạn cảm giác giống như là tôi không có muốn làm, mặc dù là các bạn có công có việc để làm. Một số bạn thì mình cảm thấy giống như là thật sự cái việc mà giống như cái này giống như là nước qua đầu quá bạn, nhưng mà nước này nó tạm thời nó tới nửa người rồi, bạn biết là mình vẫn còn trụ được á, tức nghĩa là cái tháp này mặc dù là nó bị nứt, nó có một cái đường nứt ở đây nè, nhưng mà mình cảm giác là các bạn vẫn còn có thể gọi là chống chịu hoặc là trụ được, tại vì cái King of Cups nó lười dữ lắm. Là một, thứ hai nữa là kiểu giống như là bạn biết là bạn có thể thả trôi á, thành ra có thể là trong tuần này công việc của các bạn mặc dù là nó như thế này như thế kia, nhưng mà bạn vẫn khá là điềm tĩnh đi á, hoặc là bạn nói ok ta có thể giải quyết được, nhưng mà bây giờ trước mắt tạm thời là như thế.
Nếu bạn nào đang có ý định chuyển việc, đổi việc hoặc là đi tìm một cái hướng đi mới á, thì mình nghĩ có thể nó chỉ khai sinh nằm ở cái mức gọi là thai nghén, nằm ở cái mức gọi là nghĩ tới nhưng mà mình chưa thấy có một cái gì đó rõ ràng, với lại tâm trạng và cảm xúc của bạn nó hơi up and down, nó hơi lên xuống một chút xíu, nó không có vững. Thành ra mình nghĩ có thể nên cân nhắc hoặc là nên xem xét lại. Một số bạn thì mình cảm giác giống như là có thể các bạn đang bận tâm về một cái vấn đề nào đó và các bạn đang cố gắng đi tìm cách giải quyết nó làm sao cho dễ nhất, cho đơn giản nhất hoặc là cho thuận tiện nhất. Bây giờ mình sẽ qua lá kế ha. Về tình cảm và các mối quan hệ cá nhân thì các bạn có lá The High Priestess. Đối với mình The High Priestess á, thì khi mà nói về tình cảm và các mối quan hệ cá nhân á, thì thường á, nó sẽ lên một cái kiểu giống như là đây là cái thời điểm để bạn hiểu rõ hơn hoặc là bạn nắm hơn về cái con người, về cái bản chất của bạn. Tức nghĩa là một là bạn không có nhu cầu kết nối nhiều với người bên ngoài, hai là mình cảm giác giống như là bạn nhận ra được những cái mô típ, hoặc là bạn trong tuần này bạn sẽ có khuynh hướng gọi là không có muốn kết nối nhiều với mọi người, mình thấy bạn muốn dành thời gian nhiều cho bản thân hơn. Thì thực ra lên từ đầu lên khi ngục cấp là mình đã cảm giác là bạn sẽ có một khoảng thời gian một mình rất là dài, hoặc là bạn sẽ có khoảng thời gian bạn muốn đầu tư hoặc là hướng vào bên trong, bạn sẽ cân bằng lại cảm xúc và lý trí của bạn rất là nhiều. Nhưng mà theo cái lá The High Priestess ở trong đây á, thì mình lại cảm giác có cái gì đó nó khiến bạn quan tâm, nhưng mà mình không biết cái quan tâm này nó sẽ hướng vào cái gì, tại vì có thể là hướng vào một người nào đó hoặc là một cái câu chuyện nào đó. Thì để mình thử mình coi hai lá ở dưới ha. Bạn có Four of Wands và bạn có the whole god. Ở đây nó liên quan đến người, cái này bốn gậy và cái này. Thì mình cảm thấy nha, cái năng lượng chung trước nha, thì mình thấy là cái tình cảm và cái mối quan hệ của các bạn trong tuần này nó sẽ thiên về việc xây dựng. Có thể bạn đang bận tâm vào một cái xây dựng nào đó, bạn đang bận tâm vào một cái mối quan hệ nào đó, một cái người nào đó, một cái kết nối mới nào đó, hoặc là một cái người mà bạn cảm giác là mình có sự gắn kết, mình có sự gọi là hướng tới, hoặc là bạn đang kiểu giống như là kỳ vọng vào một ai đó. Nếu mà bạn đang có khuynh hướng là làm việc hoặc là liên hệ liên kết, hoặc là có thể là trong thời gian tới bạn có tiếp xúc với một người nào đó mà theo hướng là tổ chức, là tập đoàn, là những cái cơ quan đoàn thể, nói chung những cái gì nó liên quan đến gọi là dùng từ sao ta, kiểu giống như là bạn đang mở rộng cái vòng tròn quan hệ hoặc là vòng tròn mối xã hội của bạn á, thì có thể trong tuần này á, bạn sẽ khá bận rộn với, tại vì The Whole God là lá địa Emperor, nó có thể đại diện cho nhà nước, cho chính quyền, cho cơ quan công quyền nói chung, hoặc là nó liên quan đến gia đình, nó liên quan đến đời sống cá nhân của gia đình của các bạn, hoặc là một cái người giữ vị trí quan trọng trong gia đình của các bạn không chừng. Bốn gậy thì nó liên quan cho sự thiết lập, tức nghĩa là có thể trong tuần này các bạn sẽ khá bận tâm về các mối quan hệ như là cha mẹ, anh chị, gia đình, bạn bè, người thân gần gũi thôi ha. Nhưng mà mình cảm giác nó sẽ không có quá nặng nề đâu, mình cảm giác nó chỉ đơn giản là bạn để tâm tới một cái gì đó thôi. Thì đối với những bạn nào mà đã có chưa có người yêu đi ha, chưa có người yêu trước, thì trong cái tuần này á, thì mình thấy là bốn gậy với The Emperor, mình nghĩ là một số bạn sẽ khởi một cái gì đó trong cái tuần này. Tức nghĩa là khởi ở đây có thể là bạn sẽ có những cái dự định muốn mở rộng, muốn phát triển, hoặc là các bạn sẽ có những cái buổi hẹn, những cái buổi gặp gỡ. Ở đây không nhất thiết phải là người yêu, nhưng mà nó có thể liên quan đến những cái buổi gặp gỡ với bạn bè, với người thân, hoặc là với ai đó mà mình cảm thấy là các bạn sẽ thấy là vui, thấy có nó sẽ cho bạn nhiều cái năng lượng tích cực trong cái tuần này. Ngoài ra nữa, mình thấy là một số bạn sẽ có khuynh hướng giống như là muốn kết nối thêm, muốn mở rộng cái vòng tròn quan hệ của mình thêm, mục đích là để tiếp thu nhân sinh quan ở bên ngoài, cũng như là tìm kiếm cái cơ hội cho bản thân mình. Còn nếu mà bạn nào đang để ý ai đó, hoặc là đang có một cái đối tượng tiềm tàng, tức nghĩa là cũng là người độc thân thôi, nhưng mà bạn đang có một cái đối tượng nào đó tiềm tàng ở bên trong á, thì có thể là bạn với người này sẽ có liên hệ, sẽ có những cái cuộc gặp gỡ, sẽ có những cái trao đổi để làm rõ hơn một cái vấn đề nào đó ở đây. Đối với những bạn nào mà đã có người yêu, đã có mối quan hệ rồi á, thì trong tuần này cái mối quan hệ giữa bạn với người đó mình vẫn thấy nó bình chân như vậy, nó không có tiến triển nhưng nó cũng không có lùi. Thật ra bốn gậy với The Emperor tức nghĩa là một cái mối quan hệ rất là vững bền, mọi thứ vẫn đang ổn, đang đẹp, vẫn đang trên một cái đà khá là vững. Cái quan trọng đó là làm sao để cân bằng giữa cái việc cho nhận, giữa cái việc trao đi và cái việc nhận lại, giữa trách nhiệm, giữa bổn phận, giữa cái mong muốn của mình với cái mong muốn của người kia. Tại vì mình thấy bốn gậy thì thật ra cái mối quan hệ này nó cũng cân đối, nhưng mà ở đây The Emperor thì nó lại có khuynh hướng hơi là mang tính nam quyền. Tức nghĩa là nếu mà trong cái mối quan hệ này có một người có khuynh hướng hơi kiểm soát, có khuynh hướng hơi kiểu giống như là hơi tư tưởng hơi cũ, truyền thống, kiểu như là nam là làm chuyện đàn ông,
nữ làm chuyện phụ nữ, thì nó sẽ hơi có khuynh hướng như vậy một chút xíu. Nhưng mà mình thấy cái The High Priestess ở trên thì vẫn còn một cái sự gọi là thấu hiểu nhất định nào đó giữa hai người với nhau, nên nó chưa có gây ảnh hưởng nhiều đến cái mối quan hệ của hai người. Về thời vận và sức khỏe của các bạn thì các bạn lên lá Ace of Wands. Ace of Wands thì thường trong bộ bài này mình thấy là một cái tin tốt, hoặc là một cái cách nào đó, một cái hướng đi, một cách giải quyết, một cái con đường, một cái sự chỉ dẫn, hoặc là một cái sự một cái gì đó mới phát sinh theo hướng tích cực. Thì để mình coi coi ở đây cái gì ha. Bạn có lá Four of Cups, bạn có lá Nine of Swords. Mình thì mình cảm thấy thời vận của các bạn á, trong cái tháng ở trong cái tuần lễ này á, nó sẽ liên quan nhiều đến gọi là cái lúc mà bạn nghĩ là bạn bí á, thì bạn sẽ nghĩ ra được cái ý nào đó hoặc nghĩ ra cái cách nào đó. Cái lúc mà bạn cảm thấy giống như là mình không giải quyết được thì sẽ có người giải quyết giùm, sẽ có người đưa ra cách, sẽ có người tìm cách gợi ý giúp đỡ, hoặc là có thể là bạn sẽ nhận được một cái sự gọi là đề xuất từ ai đó, đề xuất hợp tác, đề xuất làm việc chung, một cái đề xuất kết nối nào đó. Người này có thể trạc tuổi, tầm tuổi, nhưng mà mình không chắc là người này có đáng tin hay không nha. Rồi về sức khỏe của các bạn chọn tụ số 1 này á, thì mình thấy là các bạn, mình nghĩ là một là các bạn đang có dấu hiệu về lão hóa, đang có những dấu hiệu liên quan đến gọi là sức khỏe hoặc là bệnh người già. Một số bạn thì mình thấy là nên để ý đến vấn đề về xương, về dây thần kinh, dây chằng. Bạn nào thì có vấn đề về gọi là tai, thính giác, rồi thị giác, một phần thị giác thôi, hoặc là khứu giác là mũi á, thì các bạn nên để ý giùm mình. Nó không hẳn là bệnh, nhưng mà mình cảm giác nó có vấn đề, nó có trục trặc ở đây. Bạn nào mà về cái thời vận thì mình thấy thêm một chút xíu nữa thôi, đó là nếu mà bạn nào đang có ý định muốn bắt đầu, muốn khởi một cái gì đó trong cái tuần này, thì mình nghĩ là các bạn nên có thể chờ sang một tuần nữa hoặc là một thời gian nữa rồi hãy khởi cái đó lên, bởi vì mình cảm giác năng lượng bây giờ nó không có tốt lắm. Xin chào các bạn chân tụ số 2 ha. Các bạn nhớ subscribe kênh để ủng hộ mình, chia sẻ kênh và follow Instagram của mình ha. Thì để coi là trong cái tuần lễ này thì mọi chuyện của các bạn sẽ như thế nào ha. Năng lượng tổng quan của tuần này của các bạn thì chúng ta có lá 10 kiếm, thấy Sukana rồi đó. Năng lượng tổng quan là 10 kiếm thì có thể là trong tuần này mọi thứ của các bạn nó sẽ over the place, tức nghĩa là nó linh tinh loang tan, nó tùm lum ta lả, nó rơi rụng. Nói chung là mình cảm giác là mọi thứ nó sẽ không có đi đến đâu, hoặc là nó nửa vời, hoặc là nó sẽ không cho bạn một cái kết quả nào đó cụ thể được trong cái tuần lễ này. Thì để mình coi là trong công việc của các bạn tuần này thì nó sẽ như thế nào. The Fool, công việc mà lên The Fool ở trên thì 10 kiếm, mình nghĩ công việc trong tuần này của các bạn á, nó sẽ theo kiểu là ví dụ ha, mình nghĩ là có thể sẽ có một cái gì đó kêu các bạn làm, nhưng mà cái làm này nó cũng không có dẫn tới một cái cụ thể là đi đâu về đâu. Tức nghĩa là bây giờ tao có cái dự án đó thì mày cứ theo dõi đi, rồi có gì báo cáo lại tao. Đó là một cái gọi là cái trách nhiệm mà nghe nó rất là mơ hồ. Hoặc là bạn sẽ được giao một cái trọng trách, không, trọng trách thì nghe hơi ghê, bạn sẽ được giao một cái việc mà kiểu giống như là tự biên tự diễn, tự múa xong rồi tự ra kết quả luôn. Và mình cảm thấy là cái người kia họ cũng không có đánh giá cái việc này cuối cùng sẽ đi đâu về đâu. Mình cảm giác một số bạn thì có vẻ giống như là làm việc cho có, làm việc cho, nói chung là làm việc cho qua ngày, qua tháng. Hoặc là một số bạn chỉ đơn giản là kiểu giống như là có công việc thì làm, không có công việc thì thôi. Ở đây bạn có 6 kiếm, với bạn có 5 kiếm, 7 kiếm không vậy ta. Đối với những bạn chọn tuổi 2 thì công việc của các bạn trong tuần này nó sẽ đúng nghĩa là, nếu thật sự đúng như thế này á, bạn nào đang có ý định muốn bay đi không, bay luôn á, bay một bay không trở về. Tại vì mình thấy là ở cái chỗ hiện tại á, các bạn cảm nhận được là thật sự nó không có còn cái gì mà để cho mình có cảm giác của gắn bó gắn kết. Hoặc nếu có làm đi chăng nữa, bởi vì đơn giản là bây giờ tao cần công việc nên tao làm. Tao làm là bởi vì cơm áo gạo tiền, tao làm bởi vì chỗ này cho tao lương phúc lợi vậy thôi. Chứ còn các mối quan hệ đồng nghiệp, hoặc là có thể trong tuần này cái quan hệ đồng nghiệp, cái quan hệ giữa cấp trên với cấp dưới của các bạn sẽ có vấn đề. Một số bạn thì mình cảm thấy như là nếu mà bạn đang dùng từ sao ta, các bạn hơi đang bức bách, hoặc là các bạn đang cảm thấy giống như là mình không được support, mình không được hỗ trợ, mình không được
môi trường làm việc không friendly, không thân thiện lắm, hoặc là bạn đang cảm thấy có người tị nạnh, có người ghét, có người nói xấu sau lưng, có người đâm chọt, thì có thể là đúng. Mình cũng cảm thấy có thể trong tuần này bạn sẽ có một cái drama nhỏ, một cái lời qua tiếng lại, không hẳn là lời qua tiếng lại, nhưng mà nghe được, nghe đồn là, hoặc là có thể là chạm mặt, đụng mặt với ai đó, người này có thể là nam. Rồi bạn sẽ nghe tin tức về việc một cái sự thay đổi nào đó trong cái tuần này, nó có thể liên quan đến biến đổi nhân sự, thay đổi về sếp cấp trên, thay đổi về người quản lý, thay đổi về team làm việc, hoặc là phong cách, hoặc là cách làm việc. Mình cảm thấy có một cái sự xáo trộn nào đó trong công việc của các bạn trong tuần này. Nói chung là nó không lớn, nhưng mình nói thẳng là nó không có nhỏ đâu. Cái xáo trộn này nó sẽ ảnh hưởng khá là nhiều. Còn cái trường hợp là bạn nào mà đang có ý định đổi việc, chuyển việc á, thì mình thấy là các bạn nên nên cân nhắc giùm mình. Tại vì thật ra bài này lên á, nếu có đi thì mình cũng chưa thấy có sự ổn định, nhưng mà cái mùi đi thì nó cũng có, nhưng mà mình không có thấy đi. Rồi, về phần tình cảm và các mối quan hệ thì bạn có lá kỵ sĩ cốc. Tình cảm và các mối quan hệ trong tuần này của các bạn thì mình nghĩ nếu ở trên là 10 kiếm, ở dưới là kỵ sĩ cốc á, thì có thể là trong thời gian này bạn sẽ có khuynh hướng hơi ái kỷ, tức nghĩa là kiểu người tự yêu bản thân hơi nhiều, hoặc là bạn có khuynh hướng là hơi phán xét, hoặc là kiểu hơi có mang tính hơi manh động, tức nghĩa là giống như chó xù lông á, hoặc là nhím xù lông á, kiểu là đừng đụng vô là sẽ cắn. Một số bạn thì mình thấy có cái sự nghi ngờ, có cái sự dèm pha, hoặc là có cái sự gọi là đánh đồng, hoặc là một số cái gì đó liên quan đến việc bạn thường hay nghĩ rằng hoặc là cho rằng cái câu chuyện đó, cái mối quan hệ đó, cái việc đó nó sẽ như thế này như thế kia. Nói chung mình cảm giác bạn đang lo một cái gì đó. Chúng ta có lá Five of Chalice, năm cốc á. Rồi bạn có lá Judgment, 20 là Judgment đó, là phán xét, đúng rồi. Đối với những bạn chọn tụ số 2, tình cảm và các mối quan hệ của các bạn trong tuần này, đúng là có một cái sự việc gì đó nó làm cho các bạn cảm giác giống như là công sức của mình bỏ ra là công cốc nè, hoặc là bạn cảm giác giống như là nói với người nào đó nhưng mà nước đổ đầu vịt, hoặc là bạn làm một cái gì đó mà nó theo kiểu giống như là mình làm cho đã, mình quan tâm người ta cho đã, hoặc là mình vì người ta cho đã mà cuối cùng thì một số bạn thì mình cảm thấy là trong tuần này sẽ có cái gì đó liên quan đến việc các bạn được mời đi ăn, nhà có tiệc, hoặc là bạn sẽ tự mua đồ ăn để ăn cho lắm vô. Nói chung bạn sẽ khao bản thân một cái gì đó, hoặc là có thể gia đình người thân gửi quà, gửi đồ ăn, hoặc là có thể là bạn sẽ có dự định làm một cái gì đó trong thời gian tới. Nói chung là mình thấy có dự định nhiều. Một số bạn thì cái kết nối quan hệ của các bạn trong tuần này mình không thấy nó mở, mà mình thấy nó đóng. Mình không thấy có một sự liên kết nhiều với thế giới quan bên ngoài. Đại loại là mình thấy bản thân của các bạn cảm giác cả thế giới là một rừng kiếm, và bạn cảm giác không muốn đụng vô mớ kiếm đó, và không muốn nghe drama, không muốn nói tới nói lui, không muốn bị dèm pha. Nói chung trong tuần này bạn muốn đóng vai hiện, muốn đóng vai bụt. Bạn cảm giác là tuần này mình nên tu, kiểu giống như vậy. Rồi đối với những bạn nào còn độc thân thì trong tuần này á, thì mình thấy các bạn có khuynh hướng là hơi kiểu giống như là nếu mà bạn còn đang lưu tâm một cái vấn đề nào đó, bạn còn đang lưu luyến một ai đó, hoặc là bạn đang nhớ về một cái chuyện nào đó, nếu mà bạn đang bận tâm về mẹ, về chị, về gia đình, thì có thể là bạn sẽ nhận được tin tức từ người này. Nếu mà bạn đang hướng về một người nào đó liên quan đến tình yêu, thì cái người này thì mình cảm giác cũng vậy, không có khác gì đâu. Nói chung bản chất họ cũng y chang vậy, bạn cũng y chang vậy, mối quan hệ này không có sự thay đổi. Còn nếu bạn đang để ý tới một cái người nào đó mà thuộc về quá khứ, thì có người này thì mình cảm giác giống như là họ vẫn đang sống tốt cuộc sống của họ. Còn bạn thì mình cảm giác có thể lâu lâu bạn hơi dõi theo, hoặc là bạn đang suy nghĩ về một cái, mình thấy một số bạn trong tuổi 2 có vẻ như đang suy nghĩ về một cái gì đó mà theo kiểu như là nâng tầm mình lên, làm tăng giá trị của bản thân, hoặc là các bạn sẽ kích cầu, hoặc là kích thích, hoặc là gây hứng, hoặc là gây hấn, hoặc là làm một cái trò, một cái chiêu, một cái bài nào đó ở đây để kích thích, để phá bỉnh. Nói chung mình cảm giác trong tuần này bạn rất là thích cà khịa người ta. Rồi đối với những bạn nào mà có đôi có cặp á, thì trong cái tuần lễ này mình thấy là các bạn khá là quan tâm đến cái việc là cảm xúc của đôi bên. Mình thấy hai bạn muốn nói với nhau nhiều hơn về những cái vấn đề bên trong, cảm xúc bên trong, tâm tư tình cảm của mỗi người, và có thể bàn một chút gì đó về cái mối quan hệ này. Mình không biết cái tình trạng của mối quan hệ này nó đang ở giai đoạn nào, tức nghĩa là giai đoạn gọi là hạ màn,
tức nghĩa là các bạn đang đang cảm giác không hợp nữa và các bạn muốn coi cứu được hay không, hay là các bạn đang ở cái giai đoạn gọi là đi lên, tức nghĩa là các bạn mới quen không lâu á, thì dù ở giai đoạn nào á, thì mình thấy cả hai có vẻ như muốn tìm một cái cách, một cái hướng nào đó để đổi gió, làm mới, hoặc là tạo ra một cái gì đó nó khác đi, mục đích là để coi cái mối quan hệ này nó sẽ đi đâu về đâu, và có nên cân nhắc, có nên xem xét, có để biết được phía sau nữa mình nên làm gì với cái người này, với cái mối quan hệ này. Mình cảm thấy là chưa có câu trả lời cuối cùng. Về thời vận và sức khỏe của các bạn thì các bạn có 5 cốc, ở đây là 6 cốc, tụ này lên bài như sảnh vậy thôi. 5-6, the tower nữa nè, sau bài tụ này cũng có tower nha, tụ 1 cũng tower, tụ 1 thì tower ở công việc, tụ 2 thì tower ở thời vận. Thấy có bể ly bể chén này. Đối với tụ 2 thời vận và sức khỏe của các bạn á, thì các bạn nên lưu ý giùm mình á, là coi chừng, không phải coi chừng mà nói chung là có khả năng đồ đạc nó sẽ bị hư, hoặc là tự nhiên sáng mở mắt ra xe không nổ, hoặc là tự nhiên bị bể bình, bể đồ vật, nói chung là đồ linh tinh thôi, không phải là đồ có giá trị, hoặc có thể là một cái vật nào đó mang tính lưu giữ, lưu trữ, giống như là lưu chậu, bình đựng nước, hoặc là những cái thứ liên quan đến đồ lưu trữ tự nhiên nó bể, hoặc là nếu là liên quan đến đồ kỷ niệm, kỷ vật thì nghe hơi ghê, nhưng mà đổi lại loại nó liên quan đến là những cái thứ đồ mang tính gọi là cất giữ, tự nhiên cái nó bể nha. Một số bạn thì mình cảm thấy là trong tuần này có thể bạn sơ xuất nha, bạn làm hư đồ của người ta, hoặc là có thể là bạn vô tình làm gãy, làm đổ đồ sống, tức nghĩa là như cây trồng, vật nuôi mà có thể làm gãy không ta, nói chung đại loại là đồ sống á, làm rớt, làm rụng, hoặc là quên. Rồi thời vận thì mình cũng cảm giác là bạn không có tập trung nha, bạn bị lơ đãng, bạn bị hay quên, thì quên trước quên sau, hoặc là thờ ơ, hoặc là kiểu giống như là chủ quan, hoặc là không có nhớ, hoặc là tự nhiên cũng có thể là thất hứa bởi vì quên, bởi vì tự nhiên quên, bởi vì tự nhiên không nhớ, hoặc là giống như là có hứa nhưng mà không có nhớ luôn, rồi bị người ta giận. Rồi nếu mà bạn nào mà đang có vấn đề về sức khỏe, chẳng hạn như là các bạn nào có vấn đề về xương, đặc biệt là xương hông rồi là gì ta, xương chậu thì có nữ hơn nam có không ta, nói chung là xương mà cái chỗ dùng hông, dùng khớp, dùng đùi, dùng mông, eo, nói chung đại loại là những cái dùng liên quan tới xương, mà xương bự giống như xương đùi, xương cánh tay, xương sống thì không đúng, nhưng mà nói chung xương bự đi ha. Rồi chân, bàn chân, rồi vùng đầu, u đầu, hoặc là có thể là liên quan đến bầm, thì các bạn cần ý cẩn thận để ý giùm mình ha. Xin chào các bạn chọn lọc số 3 ha. Thì trước khi đi vô phần giải bài thì nhớ subscribe kênh, chia sẻ kênh và follow Instagram của mình, thì để coi là tuần này của các bạn sẽ như thế nào ha. Bà kiếm thấy tuần nào cũng sổ lộn bài lạc bài bạc. Mình tính nói là hôm nay thì tụ nào cũng su cà na, xong cái mình nói lộn thành là thấy tuần nào tụ ba cũng su cà na. Thấy ba kiếm là su cà na rồi đó. Trong tuần này á, thì mình thấy năng lượng chung của các bạn là ba kiếm, nói chung kiểu gì kiểu thì các bạn cũng sẽ giải quyết được cái chuyện này thôi, nhưng mà có vẻ như là nó hơi dây dưa, nó hơi dài dòng, hoặc là đại loại là kiểu giống như là nó hơi kiểu giống vậy đó, bạn hiểu rồi đó. Thì về công việc trong tuần này của các bạn á, thì mình thấy chúng ta có một kiếm, nguyên một bầy kiếm đi qua chơi với tụ một kìa, hai đứa cộng lại là được 10 kiếm hết. Công việc trong tuần này của các bạn là một kiếm, thì có thể là bạn sẽ có những cái dự án mới, sẽ có những cái công việc mới, sẽ có những cái mà cần phải giải quyết liền trong tháng hoặc là trong tuần. Một số bạn thì mình nghĩ có thể là nó sẽ phát sinh những cái việc hơi bất ngờ, những cái việc yêu cầu bạn cần phải nhanh gọn, hoặc là phải làm đúng hạn, đúng deadline. Thì để mình coi hai lá bổ sung ha. 8 tiền pay tiền, ok, có việc làm. Tuần này thì công việc của các bạn mình nghĩ là nó sẽ phát sinh theo gọi là, nếu mà bạn nào mà có việc nào còn treo trong tuần này thì cố gắng giải quyết giùm mình.
À, còn nếu mà có việc phát sinh mới á, thì mình nghĩ là cái việc này nó sẽ đòi hỏi bạn đầu tư rất là nhiều công sức và thời gian. À, ngoài ra có thể là bạn sẽ phải mang tính hỗ trợ giúp đỡ một cái người nào đó trong cái tuần này, hoặc là bạn sẽ gánh một cái phần việc hoặc là chia sẻ một cái phần việc của mình cho ai đó. Nói chung là có hai trường hợp. Rồi bạn, mình cảm giác giống như là bạn có đang làm những cái công việc liên quan đến, gọi là chẳng hạn như là soạn, biên soạn, lên kế hoạch dự trù, lập kế hoạch dự phóng, hoặc là những công việc liên quan đến gọi là bảng lương, bảng sao kê, chốt lịch, chốt deal, hoặc là contract, không phải contract, contract, không phải, bậy bạ, hợp đồng á, hợp đồng á, hợp đồng, hoặc những cái gì liên quan đến gọi là deal cũng được, hoặc là ký kết, nói chung là những cái gì đó liên quan đến bàn giao cũng được. Tại vì mình thấy ở đây nó có cái gì đó nó giống như là chốt hẹn á. Công việc của các bạn thì mình nghĩ là nó sẽ rải đều trong tuần, nó không có tập trung, hay là nó không có có kiểu giống như là dồn lại một cụm. Nhưng mà mình nghĩ có khả năng là tuần sau của mấy bạn á, nó sẽ hơi bị dồn á. Nhưng mà để coi tuần sau nó như thế nào chưa biết. Nhưng mà tuần này trước mắt là mình thấy là nó sẽ rải đều từ đầu tuần cho tới cuối tuần nha, nó không có rảnh đâu. Một số bạn thì mình thấy là sẽ có một cái đề xuất nào đó được đưa ra trong tuần này. Mình không biết đề xuất này là tăng lương, tăng phúc lợi hay là điều chỉnh cái gì đó, nhưng mà sẽ có một cái đề xuất điều chỉnh, nhưng nó theo hướng có lợi, nó không phải theo hướng có hại đâu. Một số bạn thì mình thấy sẽ phải làm việc tăng ca, tăng giờ, hoặc là có một cái gì đó overtime. Nói chung là không nhất thiết bạn phải overtime tại công ty, nhưng mà mình thấy sẽ phải làm việc ngoài giờ hoặc là phát sinh thêm công việc trong tuần này. Nếu mà bạn nào đang có ý định chuyển việc, đổi việc, thay đổi môi trường thì mình nghĩ là chắc là không đâu. Mình cảm giác ở đây là hoặc là bạn đã chuyển rồi, bạn đang tham gia vào một môi trường mới, thì nó bạn sẽ cần thời gian để thích nghi. Bởi vì mình cảm giác là công việc ở chỗ này nó khá là nhiều thứ cần phải học, và nghiệp vụ của bạn thì mình cảm thấy chưa đủ mạnh. Còn nếu bạn nào mà giả sử nằm trong cái nhóm gọi là lỡ nộp đơn nghỉ á, thì mình nghĩ là các bạn sẽ sớm tìm được việc trong cái mùa thu này thôi. Về tình cảm và các mối quan hệ cá nhân thì lại lên 5 tiền. Bài hơi xấu. Nhưng mà nói chung cũng đừng lo, tụ nào nó cũng xấu như nhau, xấu đều như nhau. Tình cảm và các mối quan hệ cá nhân thì 5 tiền. Theo mình cảm nhận á, thì ở đây là cái gì nó bể là nó đã bể rồi. Mình không thấy có một cái sự khắc phục. Nói chung mình cảm giác giống như để nó bể, mình không có cảm nhận được là cái tình cảm và cái mối quan hệ nó sẽ đi về đâu. Mình chỉ cảm giác giống như là ok, giờ nhìn cái đĩa nó bể rồi, nó bể rồi, bể vậy thôi. Mình cũng không đọc được cái gì khác. Để mình coi thử coi là ở dưới nó có cái gì ha. Bạn có The World và bạn có Three of One. Đối với những bạn nào chọn tụ số 2, số 3 thì tình cảm và các mối quan hệ mình thấy nhìn chung á, trong cái tuần này mình thấy cái có vẻ như cái mạch cảm xúc của các bạn nó hơi bị chậm. Mình cảm giác giống như là bạn không có tâm lý hoặc là tâm trạng để muốn làm. Mình thấy bạn muốn ngồi xem lại, các bạn muốn các bạn nó hơi bị nắng một chút xíu. Các bạn muốn gọi là giống như là dành thời gian để mình ngẫm, mình nghĩ, để mình đưa ra một cái quyết định, một cái lựa chọn. Hoặc có thể là bạn đang trong một cái thời điểm mà bản thân bạn cảm thấy giống như là mình nên như thế này, mình nên như thế kia. Hoặc là trong tuần này sẽ có những cái sự liên hệ, liên kết, hoặc là có một cái tin tức mà một là vô tình nó đến, hai là nó đến khi mà bạn không ngờ nhất, hoặc là giống như bạn nhận một cái tin tức, bạn thấy một cái bài đăng, hoặc là bạn theo dõi một cái page nào đó, nó đăng một cái gì đó, nó làm cho cảm xúc của bạn hơi bị lao xao. Một số bạn thì mình cảm thấy giống như là có thể là bạn sẽ cảm thấy hơi bị bí bách, không có biết chia sẻ cùng ai, không có biết nói cùng ai. Nói chung là mình cảm giác là có thể là bạn sẽ nhận được tin tức gì đó từ một ai đó đến vào một cái khoảng thời gian nào đó trong tuần này ha. Rồi cái gì nữa ta? Nếu đối với những bạn nào độc thân thì trong tuần này mình thấy là công việc của các không phải độc thân thì mình thấy là có thể vì công việc hoặc là vì lý do gì đó mà liên quan đến đến gọi là cái lịch trình của các bạn, mình cảm thấy nó sẽ bị xáo trộn. Nó dẫn đến cái việc là một số cái
cái buổi hẹn, một cái số cái cuộc gặp gỡ của các bạn với ai đó nó sẽ phải bị delay, nó bị trễ hoặc là nó bị dời lịch. Ở đây nè, hình này mình không biết các bạn thấy không, nhưng mà ở đây là cái bà, cái mũi thuyền đây là hình một cái người phụ nữ cầm ba cái kiếm, mà ở trên này cũng có ba kiếm. Có thể là một số bạn sẽ có một cái chuyện gì đó liên quan đến vết thương lòng, liên quan đến chuyện cũ, liên quan đến tâm lý cũ, liên quan đến người cũ, liên quan đến những cái gì nó được moi móc lên. Hoặc là có thể giống như nãy mình nói, bạn sẽ gặp một cái người nào đó khiến cho bạn cảm thấy giống như là lay hoay, hoặc là kiểu như say xoay, hoặc là bạn sẽ cảm giác kiểu như bâng quơ, buồn bất chợt, hoặc là nhớ về một cái gì đó bất chợt, bâng quơ, nói chung là có cái gì đó nó làm cho bạn gợi nhớ về một hình ảnh của ai đó. Nếu bạn đang cà cưa ghê ngỏng với một cái người nào đó thì mình nghĩ là cái người này khá là phòng thủ, và cũng bạn cũng khá là phòng thủ. Nói chung cái mối quan hệ này nó vẫn kiểu là ba gãy, tức nghĩa là gọi là ngồi chờ sung rụng, mình không có thấy có một cái động tĩnh nào đó nó mới hoặc là nó khác đi. Còn đối với những bạn nào mà là đã có đôi, có cặp, đã có người hết rồi á, thì mình nghĩ là đây là một cái mối quan hệ trong một cái thời gian nó bị chững lại, bởi vì mình thấy là cả hai người đang không có biết được là mối quan hệ này sẽ đi đâu về đâu. Nó vừa có the world, nó vừa có ba gãy, tức nghĩa là mối quan hệ này cần có thời gian để xem xét thêm, cần có thời gian để cân nhắc. Hoặc là các bạn có thể là đang trong một cái thời điểm mà các bạn có những cái cân nhắc về dự định của đôi bên, giống như là ví dụ như bạn thì đang có dự định về phát triển bản thân, nhưng mà cái người nữ ví dụ ha thì đang có ý định là muốn chốt hạ cái mối quan hệ này là hôn nhân, hoặc là giữa hai bên đang có một cái sự bất đồng quan điểm về những cái gọi là mong muốn cá nhân, hoặc là những cái kế hoạch, những cái dự định mà nó ảnh hưởng đến cả hai bên, tức nghĩa là về tầm nhìn tương lai của hai người, cảm thấy không có sự thống nhất về thời vận và sức khỏe của các bạn. Thì các bạn có lá The Emperor, các bạn có lá Death và các bạn có lá Judgment. Trời ơi, thời vận gì mà gớm thế. Thời vận của các bạn chọn tụ số số 3. Thật ra nó gớm ở cái chỗ là gì biết không? Nó Death với Judgment. Nó Death đó, là nó nằm ở chỗ là trong tuần này có thể có những cái sự kiện mà mình cảm giác là bạn sẽ bất ngờ. Nó mình không đọc được nha, mình nói khẳng định là mình không đọc được. Mình chỉ biết một điều đó là cái việc này nó sẽ làm cho các bạn hơi bị khớp một chút xíu, hoặc là có thể là bạn sẽ nhận được một cái tin tức, một cái gì đó mà bạn cảm thấy giống như là sudden change, một cái thay đổi mà nó bất ngờ diễn ra. Và nói chung những cái gì liên quan đến bất ngờ, những cái gì liên quan đến gọi là thình lình mình sẽ không có đọc được, bởi vì cái chuyện nào tới thì nó tới. Một thứ hai nữa là một số bạn chọn tụ số 3 trong tuần này sẽ nghe được tin tức từ ai đó, hoặc là sẽ gặp được một cái người nào đó, hoặc là có thể trong tuần này bạn sẽ nằm mơ, bạn sẽ giật mình, bạn sẽ mất ngủ, bạn sẽ hơi bồn chồn lo lắng rất là nhiều về những cái thứ mà nói chung là nãy giờ cái tụ này là cái tụ mà duy nhất là nắng mà nó chiếu, mà kiểu giống như mình không đọc được luôn á. Mình cảm giác kiểu giống như là nó chiếu banh hết nguyên cái ánh sáng rồi, thành ra không có set up được. Thì mình cảm giác là có thể là có nắng chiếu qua đầu, hoặc là một cái gì đó gọi là mặt trời chân lý chiếu qua tim. Nói chung bạn có thể nhận ra được một cái điều gì trong cái tuần này bởi một cái sự thay đổi nào đó đến từ bên ngoài, trong chẳng hạn như đến từ công việc, đến từ cuộc sống, đến từ gia đình, đến từ bạn bè người thân, đến từ người yêu, nói chung đến từ mọi nguồn. Rồi một cái, nếu mà bạn nào đang lo lắng về vấn đề sức khỏe, đang lo lắng về vấn đề gọi là những cái dự định dài hạn, thì có thể sẽ có những cái điều chỉnh nhất định cần phải làm, cần phải thực hiện, hoặc là có thể bạn sẽ phải thay đổi hoặc là làm một cái gì đó trong cái tuần lễ này vì một cái ai đó, chẳng hạn như ba mẹ, anh chị hoặc là người thân. Nói chung là mình cảm giác là có thể có một cái vấn đề nào đó nó xảy ra trong cái tuần này mà nó cần cái sự giúp đỡ, cần cái sự ra tay, cần cái sự, một cái kế hoạch dài lâu nào đó cần phải có, cần có một cái sự giúp đỡ từ ai đó, hoặc là bạn sẽ giúp đỡ một ai đó về một cái kế hoạch dài lâu chẳng hạn.